Hello, xin chào cả nhà. Quay trở lại clip mình nữa nha. Chúc cả nhà mới lạnh nha. Trên Phú nha cả nhà. Anh đi săn ong nữa nha. Nhà nó hồi trên đây có ngổ ong, mấy ông đốn cây cũng ống điện lên cả nhà. Ông kêu lên hút tổ ong nè. Ông đốn rồi mà thấy chỗ ong không đốn được. Kêu mình lên hút rồi ông mới đốn nha. Giờ cũng chưa. Để mình chuyển máy đằng trước nha cả nhà. Vừa chạy tới cả nhà, trong cái lùm cây này nè, đang mượn chiếc xuồng đi, cái ghe nhỏ bó đuốc rồi cả nhà. Nói mình bó đuốc nhà sẵn rồi cả nhà, bị đồ nghề của mình dạy lên đây nè. Ổ cũng nhỏ chứ không có bự. Tới đập cái gì rồi, tới đập nó kéo ngang rồi cả nhà ơi. Đập ngang rồi kìa. Chút trên nữa kìa. Trên nấm lá trên nè. Trên nấm lá vậy để mình quấn quay. Trống lên đây mượn ghe hành trống lên đây nè. Đốt máy rồi mình kéo cái ghe qua nha cả nhà. Kéo ngang đập nè cả nhà. Rồi đốt máy thôi. Tới không mình quay cho cả nhà xem cả nhà. Tới ổ ong rồi cả nhà. Ổ ong cao lắm cả nhà. Đó, nhà thấy không? Cùm này cao lắm. Đó cả nhà. Dưới này không thấy được cái đầu mặt luôn cả nhà, cao quá. Thấy nó hơi u không biết có không nè. Cây cao lắm cả nhà. Cái mình trèo lên cả nhà. Đó. Cao biết dục luôn. Đó, thấy không cả nhà? Nhỏ xíu trên đó. Đây mình tìm cánh lên đó nha. Cây cũng bự cao nè. Đó. Đắt đó. Hết hồn cao luôn cả nhà ơi. Tầm khoảng mười mấy mét có. Ủa. Cả nhà. Rồi. Chuẩn bị lên thôi cả nhà ơi. Rồi lên cả nhà ơi. Lên cả nhà, trời này cả nhà ơi. Mà không biết chèo được không nữa nè, đói giờ không có chèo cây. Chết rồi cả nhà ơi. Chân lùi à. Ồ, cái vàng này hả vậy? Vàng nó đu đuôi lắm. Lùm lắc tại nhà không cảm nè. Chứ không cảm quá này. Thở đi nè. Quá nửa đường rồi. Chúng máy là cốc nè. Lên đây mình đốt đuốc cả nhà. Mệt cả nhà ơi. Có chị
Vinh là thẻo chứ không biết. Thấy đâu mà cũng phù phù quá cả nhà. Có luôn luôn rung lắc thì cả nhà thông cảm nha cả nhà. Mình cứ cái điện thoại mình để mình mở ra anh coi quay có quay không cả nhà. Còn quay cả nhà. Còn quay cả nhà. Mình không thấy đậu lưới mình không thấy đậu lưới nè. Đậu lên lên mình bắt luôn cả nhà. Đốt đốt nè. Rung lắc thì cả nhà thông cảm, không biết có thấy gì không nên đó nè. Máy mình lắc lắm. Ông này cũng có mặt thấy phù phù quá cả nhà. Đốt đốt như này đi cả nhà. Đoạn nữa, một đoạn vất vả nữa đây. Lấy chưa đây? Rồi sáng này lên nữa nè. Dũng ngã quá. Ông mới đóng rồi nha. Vất vả quá quá cả nhà ơi. Ôi chèo lên luôn cả nhà. Nữa chị mà biết được không luôn chị à. Mới về cái nào mà mới về thế này dưới tưởng đâu già mà xử gọn dao chứ mới về cả nhà. Mặt cả nhà bỏ tàn không cả nhà. Ủa, vô mặt là chảy mặt uống quá. Mặc ít chưa nha. Nó rớt bột nhỏ à. Rồi rớt bột nhỏ dưới rồi cái nha.
đem hai bọc, bọc bự bọc nhỏ rớt tiêu rồi. Rớt tiêu bọc nhỏ dữ rồi. Đó, bọc mặt chút xíu lấy cái bọc, hết hồn cái bọc. Đó nha, cắt phạm vô cây luôn rồi cây nè. Chỉ mặt cả nhà ơi, bắt luôn chưa, để mấy anh đúng cây cả nhà. Gì dữ vậy, bò xuống nè, nó bu quá bu rồi. Bỏ xuống thôi. Thì mà nó cháy luôn cái bọc cái rồi luôn, nó cháy rùa luôn. Cây khó chèo hơn gì nhánh cái đậu dưới lớp bớt lớp bớt không đuổi nha. Xuống chị xuống dính đây nữa. Xíu mà thoát luôn đó nha. Đốt cháy đốt. Cái đuốc luôn rồi đó nha, cái sức đuốc luôn, đuốc luôn à, bỏ đuốc luôn, cây dao xuống luôn, cho dao xuống trước rồi mình xuống sau. Cây đuốc luôn, bỏ đuốc luôn đó nha. Không biết nữa. Máy còn quay không dưới máy rồi cả nhà ơi. Ôi, xuống cả nhà ơi. Đào tới dưới này nhưng mà đuốc dục đuốc rồi. Gom đồ dọc cái nha, bọc cái này nè. Chiếc máy còn quay không cái nha, quay cái nha. Chút xíu mà. Đã ghe anh quay thành quả này đập nó mình kéo nữa nha. Ồ,
cái bọc nhỏ gớt lấy cái bọc hết hồn cả nhà. Cái máy còn quay không nữa nè. Giặt cái vuột, giặt cái vuột nữa. Đây nha. Đó nha. Chừng sĩ mặt cả nhà. Cũng ngon quá nè cả nhà. Này mình lấy luôn nè. Ở trên ta đúng cây nha cả nhà. Nó quay không thấy gì trơn. Đó nha. Chừng sĩ giờ cả nhà. Có đỡ không cả nhà. Rồi mình cũng xin ngưng clip tại đây cả nhà. Thôi, cả nhà thấy hay cả nhà để lại cho mình like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Để mình có động lực nữa mình làm tiếp theo video mới nữa cả nhà. Thôi, bye cả nhà nha.